chào anh Phi. Chào anh Phi nha. Ê, qua đi ngồi đi, qua đi ngồi đi hả? Chào, chào, chào. Chào. Anh Diêu. Chào anh. Ờ, anh xin đâu? Anh biết đó, dạo này anh xin rất ít lộ diện. Ở đây có nhiều người phức tạp, không đến còn hay hơn đến. Cũng phải, làm đại ca bây giờ thành công rồi, đâu có giống như bọn lâu la chúng tôi. One dot page. Có nghĩa là giống như chó vậy đó. Tôi cũng vậy thôi. Ê, bọn lát nữa định đấu giá mua cái tượng Phước Lộc Thọ mang về hay sao? Hey, hey, anh Nam. Hi, Đại Phi. Hey, tối nay, theo đại đốt, nói cho chó biết, tôi sẽ đầu hiếu trường học dùm anh. Từ đầu năm tới cuối năm, là người phụ trách ở thùng lầu quán. Cảm ơn. Cảm ơn anh vợ. Còn mày, phải đấu giá cho được cái sợi dây chuyền nặng 12 lượng cho em gái tao nha. Nghe nói vậy, cho dù dạng Lý Trường Thành, tôi cũng mua mà. Dạng cái đầu mày. Anh khoan ngồi, để tôi giới thiệu bạn mới của tôi nha. Đây là cô nhỏ nhỏ. Anh là ai? Là Đại Phi. Đúng vậy, tôi là Đại Phi. Mọi người kêu tôi là anh Phi. Cứ kêu tôi là anh Phi được rồi, hả? Chào cô. Anh Phi. Còn chưa khôi phục sao? Ờ, không phải, tôi nói anh ta mà. Không có gì, anh ta là như vậy đó. Hey! Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Này, anh em của mình hả? Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi xuống đi hả, tự nhiên. Được. Tiếp đãi em được chu đáo. Tìm chỗ ngồi đi nha. Ê, chào anh Nam. Chữ tiên sinh. Cái chàng minh tinh này, cổ là bạn gái của anh đó hả? Wow, cũng khá đẹp đó chứ. Anh à, tên gì vậy? Im không đi. Quê, anh Quả. Tôi phát hiện anh thường làm cho người ta chán ghét đó. Nhưng mà tôi thích. Hồi trước tôi là người hay nói bậy nói bạ. Nhưng mà kể từ khi có anh xuất hiện thì anh trở thành vua miệng hôi. Còn tôi thì là gentleman. Anh muốn học làm gentleman. Anh coi nè, phải học y chang như tôi. Như vậy thì mới được chứ. Có ai cần biết anh là đại ca? Chỉ có tôi là không phải thôi. Chào. Hey, để cái đầu tóc như vậy đó hả? Khó coi lắm, giống như cái chỗ chà vậy. Có ai mà không biết chứ. Các vị huynh đệ, các vị thủ tốc, rất hoan nghênh các vị dời gót đến dự hội liên quan này. Cùng nhau chúc mừng thánh đảng của nhị ca. Ở đằng sau lưng của tôi có rất nhiều cống phẩm. Hy vọng quý vị nhiệt liệt đấu giá. Bây giờ không trở ngại thời gian các vị đang ăn uống. Vậy chúng ta vừa ăn vừa đấu giá có được hay không? Ê, đồng ý, đồng ý. Bắt đầu đấu giá nha. Cái gì trước đây? Giáo hội cho con có bữa tiệc ngon mà. Tại sao quyết định dừng bữa tiệc của xã hội đen vậy? Tôi không vào địa ngục thì ai vào? Cô nói cái gì là không vào địa ngục thì ai vào? Câu này chỉ có đạo Phật mới nói thôi. Quê, gà rừng, tới đây, tới đây. Anh gà. Thì cảm ơn nhà kêu tôi gà con thì được rồi. Cảm ơn. Tôi và anh có tiến bộ rồi. Bây giờ là 900. Cổ là con gái của mục sư. Ồ, oh, chào cô mục sư. Chào cô, chào cô. Ngồi đi. Trung tinh thần nghe tôi nói. Bởi vì đấu giá cống phẩm này là trường hồng. Yeah! Tối nay giá bán trường hồng này là 16.800 đồng. 16.800. Có ai ra giá hơn 16.800 không? Đại ca tôi trả 16.800. 16.800 hơn không? 16.800 lần 1. 16.800 lần 2. 16.800 lần. Nói gì? 16.800 hả? 20.000. Wow, anh Quả 20.000. Đại ca tôi trả 30.000. Yeah, wow. Tôi thêm 100 đồng là 30.100 đồng. Yeah, sao kỳ quá vậy? Yeah, có 100 đồng mà thì là kỳ cục quá. 50.000. Wow. Cái trường hồng này. Tôi trả thêm 100 đồng là 50.100 đồng. Hay lắm. 50.100. 180.000. Wow, 180.000. Trần Hào Nam trả 180.000. Tiền bạc là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là quan trọng. Đấu giá đến cống phẩm trường hồng thật là như gấm thêm hoa, rất là may mắn. 180.100. Yeah. Thằng khốn nạn, mày muốn chơi hả? Vô toilet chơi. Anh đừng có nói vậy mà. Tôi tới đây đấu giá là muốn đấu số hình thôi. Đã nói rồi làm sao nuốt lời được. Không lẽ không mừng cái anh đấu giá đồng tin chúng tôi không được đấu giá hay sao? Đâu có ai giống mày vậy. Người ta trả giá cao, mày chỉ trả thêm có 100 thôi. Muốn chơi sổ lá hả? Anh Cơ, con quạ này trả giá bao nhiêu? Tôi trả thêm 1 đồng thôi. Hơ, 1 đồng thì tiền là khó tính. Ờ, như vậy tụi tôi rất khó xử đó. Nếu anh khó xử thì đừng có làm nữa. Mày nói cái gì? Hả? Nè, 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 muốn làm gì đây?
Muốn làm gì? Mày hả? Muốn làm gì hả? Nè, muốn làm gì? Làm gì? Các ngươi làm gì đi? Muốn làm loạn hả? Có phải không? Hôm nay là thánh đảng hoàng đế. Các ngươi còn dám nói là người trong giang hồ à? Các ngươi không biết tôn trọng hoàng đế hay sao? Tôi cho các ngươi biết. Dưới đường tôi có hai chiếc xe chở tù đó nhờ. Nếu các ngươi là người có tai mắt thì mau trở về bàn đi. Coi như là không có chuyện gì xảy ra. Oh, the game over. Nực thấy mẹ. Tụi mình ra ngoài hứng gió đi hả? Tạm biệt các huynh đệ nha. Mình đi. Tôi đi nha. Nghe về chỗ đi. Về chỗ đi. Coi nó đi lắc lư như vậy thì đáng ghét. Xém một chút tôi đánh nó bể đầu rồi. Ê Trần Diêu, tốt nhất là Hồng Hưng tụi anh thương lượng với đám đông tin đi. Biết rồi. Khỏi mất công chúng tôi. Được rồi anh Ngư, để tôi giải quyết. Mà uống rượu. Đã tối rồi, cô trở về đây làm gì? Tôi phải về gặp bà của tôi và thay đồ nữa. Gặp mặt bà cô tại sao tới đây? Chứ đồ tóc giả đâu? Tóc giả? Tôi phải đổi tóc giả vô trước khi gặp bà của tôi. Tại sao ban ngày không đổi, ban đêm mới đổi? Ở đâu rồi? Wow. Đồ dâm ô. Gì? Cô chổng ông là tư thế gì hả? Màu mè. Nếu ba cô không biết làm tình làm sao sanh ra cô chứ. Cô nói dầm ồ hả? Làm ơn giúp giùm tôi đổi cho thẳng chút đi. Làm ơn đi mà. Có ngộ không? Làm gì đi? Làm như là rất thùy mị. Có giống không? Thì rất thùy mị ha. Tôi hỏi cô, cô có từng đi tới chỗ nào rất đặc biệt rồi vô trổng chị làm? Làm tình phải không? Hay là mình thử lần đi? Không được. Không được? Gì? Cô không dám? Tôi thì không sợ, nhưng mà sợ anh. Sợ tôi gì? Sợ tôi làm không được? Sợ anh làm không được. Coi anh kìa làm gì vậy? Đại dâm mà thế kỷ này đại chiến tận thế cùng với đại dâm nữ. Tôi tới nha. Sợ quá, sợ quá. Hả? Ây à, Thục Phấn à, ba thì không ngờ đó, con lãng phí hết công lao của ba rồi. Con có biết con đang làm gì không? Bác Lâm à, không phải, lúc nãy tôi còn chỉ là giỡn chơi thôi. Giỡn chơi? Thiệt là làm cho ba tức chết đó mà. Gà rừng không phải cố tình đâu. Đừng có kêu ba là ba. Con có hành vi như vậy, ba đứng trước mặt của Giê-xu à, ba cũng thấy xấu hổ đó. Ba không dám gặp mặt Giê-xu đâu, càng không có mặt mũi gặp giáo hữu nữa. Con không biết xấu hổ, nhưng mà ba rất xấu hổ đó. Con đâu có làm sai cái gì là xấu hổ. Con đọc thánh kinh đã bao nhiêu năm rồi, bộ giáo nghĩa con đã quên hết rồi hay sao? Con nhớ thập giới hay không? Con nhớ hết. Ba cho con cơ hội để nói một câu có được hay không? Phải đó mục sư, cho cơ hội con gái của mục sư thoát đi hả? Ba muốn khuyên anh lưu manh này theo con đường lành, nhưng mà có kết quả hay không? Gà rừng thì vẫn là gà rừng của Hồng Hưng, có biến đổi cái gì đâu. Con thì không thấy. Ba còn bị người ta nói là con chó đánh hơi. Nhưng bây giờ con gái của ba ở đây chỉ phân một chút, dây một chút, in một chút, cũng chỉ muốn sau này quyên tất cả bọn lưu manh của Hồng Hương giam nhập vào giáo hội của chúng ta mà thôi. Nói con thì là ngang ngược mà. Gà rừng, mình đi, đi Lăng Quế Phương. Tiếp theo đó tụi nó nói là chỗ đông tin thì là phách lối. Anh hỏi thử bao bì coi. Phải rồi, nó không coi mình ra gì hết đó. Tụi nó thì là phách lối mà. Ông chủ ở đây lại. Quầy, Hào Nam, có chuyện gì? Anh có phần hùng sao? Chỉ có chút ít thôi. Tôi là đại cổ đông ở đây, có chuyện gì? Có chút chuyện rồi, anh mở nhà hàng cạnh bên nhà hàng tôi. Muốn giật khách của tôi hả? Cô dành chỗ đồ xe của tôi nói cho anh biết nha, đây là chỗ của Hồng Hưng. Hào Nam à, ý của anh Hổ không phải là như vậy đâu. Chỉ là việc làm ăn mà. Nếu như Hồng Hưng muốn bảo vệ lại chỗ này thì ngồi xuống thương lượng với nhau đi. Anh Cơ, để tôi. Đồng tình chúng tôi cấm cây cờ ở quán chảy thì sao? Anh nói lên nữa coi. Nói nữa coi. Trần Hào Nam, bộ anh tưởng anh là dù ở quán chảy hả? Thằng quả này không có phục anh đâu. Sao, thế nào hả? Anh cấm cái cờ ở đây, tôi rút cơ giùm anh. Đóng cái tiệm giùm anh được không? Uầy, chỉ là việc làm ăn cần gì phải cái gỗ như vậy chứ. Anh Cường, sao anh còn khờ dại như vậy? Nhà này tên là Đông Mạng, Đông là Đông Tình đó. Bọn tôi nói chỉ gác anh còn không biết sao? Hào Nam, anh còn tôn trọng tôi hay không? Nếu nể mặt tôi đừng đến đây phá đám. Bây giờ coi như tôi nể mặt anh rồi. Tôi không phá đám, tôi làm cho náo nhiệt. Tôi gọi cả trăm người tới đây ủng hộ anh. Vậy tức là phá đám rồi. Tôi chơi như vậy cho người ta biết rằng tôi này phụ trách thông lưu quán. Nói cho anh biết. Nghe kỹ chưa? Nghe chưa? Trở về nguyên lãng luôn, cứ bỏ đi. Ê, muốn gì? Ngừng tay.
Tôi là Robinson, cảnh trưởng khu quán chảy. Có chuyện gì từ từ nói. Anh nói là cảnh trưởng. Danh tính sao? Hôm nay tôi tới đây uống rượu. Tôi không muốn có chuyện không vui xảy ra. Muốn nể mặt anh phải không? Muốn bữa nay được vui hả? Bữa nay chắc được vui không thành vấn đề. Nha, cạn ly. Thằng lượm cứ bò cạn ly. Hả? Nhưng mà ngày mai thì không bảo đảm. Uầy, như vậy là gì hả? Tại sao hẹp hòi quá vậy? Yên tâm đi, tôi giúp cho anh. Bây giờ đã kiếm anh vào sanh ra tử để làm gì? Cũng là vì tiền bạc. Thời đại như bây giờ đây là thời đại trọng tiền bạc. Hai đứa bay còn chưa có cơ sở vững vàng, bây giờ còn muốn đánh nhau với tử đi sinh nữa. Nếu có chuyện gì sẽ hại chết tao. Người ta có rất nhiều tiền, anh ta chỉ ném ra 2 triệu đồng bạc, kêu bọn đàn em ngày đêm đi lùng kiếm mày, chém mày. Không giết mày mày cũng chết đói thôi. Mới ra đời mày đặt láo cá. Thiệt tình là tụi bay hại tao không à? Anh Quả, lão đại đang dạy cho anh đó biết chưa?